Kính chào quý vị và các bạn. Nói chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 23 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ quy hoạch, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Kết quả thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy về cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Tinh thần đoàn kết vì nhân dân trong bão lũ. Cảnh báo lừa đảo khi mua hàng qua mạng. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2024 tăng cả 3 tiêu chí. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo lớp học. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 năm 2024 có 78 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý tại 46 cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy là trưởng ban quản lý lớp bồi dưỡng. Trong thời gian 7 ngày, từ 23 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, các học viên sẽ được truyền đạt 14 chuyên đề, trong đó 12 chuyên đề về lý luận, tổng kết thực tiễn và xây dựng chỉnh đốn Đảng, kỹ năng phân tích, hoạch định chính sách, quản trị địa phương do các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền dạy và 2 chuyên đề do lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trực tiếp biên soạn và trình bày. Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Toàn khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của vấn đề then chốt. Đội ngũ cán bộ của tỉnh hiện nay đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hầu hết cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 được đào tạo bài bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo học viện đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của lớp học, học tập một cách chủ động và sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của lớp bồi dưỡng đề ra. Đề nghị các đồng chí cần đảm bảo tốt những nội dung, từng chuyên đề và toàn bộ chương trình lớp bồi dưỡng. Học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần sắp xếp bố trí thời gian để tham gia đầy đủ các nội dung chương trình và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ các nội dung và các giáo sư, tiến sĩ và cán bộ có kinh nghiệm, các đồng chí này truyền đạt cho các đồng chí. Thì đây là cái kinh nghiệm vừa được lý luận trên cơ sở các đồng chí có thực tiễn, thì đề nghị các đồng chí là chúng ta nghiên cứu một cách bài bản và khoa học. Những vấn đề khó, trừu tượng với chiến lược đấy, thì đề nghị các đồng chí là chúng ta cũng nên nghiên cứu trao đổi để cụ thể hóa. Thế vấn đề thứ ba nữa. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về cán bộ chủ chốt cấp xã không phải là người địa phương đều đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bố trí, điều động luân chuyển cán bộ, chú trọng nguyên tắc điều động luân chuyển cán bộ trẻ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã, trưởng phòng cấp huyện, qua đó đã đạt được những kết quả bước đầu. Được luân chuyển từ lãnh đạo phường Hiên Nam giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lam Sơn, đồng chí Bùi Việt Bắc đã cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường bắt tay ngay vào xử lý những công việc tồn đọng tại địa bàn trước đó. Trong đó, có 2 trên 5 công việc khó liên quan đến xử lý ô nhiễm môi trường và ngăn chặn gần 20 hộ dân trồng cây cho bồi thường, đường kết nối di sản qua địa bàn phường được xử lý kịp thời và có hiệu quả. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo anh em tham mưu cho ban hành các cái thông báo tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân, nhất là các hộ mà có khu vực ruộng ở khu vực ngoài bãi liên quan đến đường kết nối di sản là không tự ý chuyển đổi mục đích cây trồng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Luân chuyển từ xã Cương Chính làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lệ Xá, đồng chí Trần Văn Diệp luôn ý thức được việc học hỏi kinh nghiệm của những cán bộ tiền nhiệm. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã luôn lắng nghe đồng nghiệp thường xuyên trao đổi với cán bộ chuyên môn để tìm hiểu sâu hơn những vấn đề của địa phương, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai, xử lý đơn thư tại cơ sở. Trong đó, chính quyền xã đã kịp thời ngăn chặn được 3 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông thủy lợi. Từ khi mà có lãnh đạo mới, mà trong đó là bí thư, mới là ông Bắc Ân, mới lại chú Diệp đây là chủ tịch,
thì tuy rằng về đây mới có được tầm 3-4 tháng thôi, đã giải quyết được những cái việc mà trong khi đó là họp mà hội nghị tiếp xúc cử tri mà tôi đã nói. Ví dụ như trường vừa rồi là 44 ngôi mộ ấy, mà coi là sau khi cái thời kỳ giãn dân ra thì lãnh đạo trước nhà nước người ta đền bù 5 triệu, thế coi là chủ tịch này chỉ có chỉ đạo xây có 1 triệu thôi, còn 4 triệu mà cái đó là trực tiếp tôi có ý kiến. Thì đến coi là thời kỳ bí thư trước là không giải quyết được cái gì. Thế sau khi là chủ tịch mới thì đến nay là cũng đã giải quyết được 70-80%. Cái việc tranh chấp đất đai hoặc là cái thực hiện cái công tác dồn thửa đổi ruộng, các hộ dân thiếu ruộng rồi chuyển đổi cho nhau từ chỗ nào kia thì những năm trước chưa giải quyết được, thì vừa rồi chúng tôi đã tổ chức thực hiện tháo gỡ cái khó khăn mà đã các hộ dân dần dần là tập trung cái công tác là tin tưởng vào sự lãnh đạo của địa phương và thực hiện tốt cái việc tránh đi khiếu kiện vượt cấp. Cán bộ chủ chốt cấp xã không là người địa phương là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn nhằm phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ các cấp, khắc phục những hạn chế bất cập, khép kín trong công tác cán bộ, tạo điều kiện đào tạo rèn luyện thử thách cho những người được luân chuyển, điều động khi nhận trách nhiệm mới. Tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai nghị quyết số 39 về thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn không là người địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định cấp ủy người đứng đầu, chính quyền cấp huyện phải làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí sử dụng và xây dựng kế hoạch tổng thể với lộ trình và bước đi cụ thể về bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương. Ban hành một cơ chế bảo vệ đối với những cán bộ là bí thư và chủ tịch ủy ban xã không phải là người địa phương, gắn với đó là việc kiểm soát quyền lực đối với các cái cấp ủy chính quyền ở cấp xã. Cùng với cái việc này thì đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện, ban thường vụ huyện ủy cũng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo theo dõi giám sát đối với cả cái địa bàn nơi mà chúng ta đưa cán bộ không phải là người địa phương về để kịp thời có các cái biện pháp uốn nắn, nhất là theo dõi cái đoàn kết nội bộ ở giai đoạn đầu. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã có 85 lượt cán bộ chủ chốt cấp xã được luân chuyển điều động. Nhiều địa phương đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giai đoạn 2023-2025. Đây là một bước quan trọng trong quy trình bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển và sử dụng cán bộ cơ sở, làm tiền đề cho việc bố trí cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ tại cơ sở. Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tại huyện Kim Động có 4 xã trong diện sắp xếp đơn vị hành chính. Theo dự kiến, huyện có 23 cán bộ công chức dôi dư sau sắp xếp. 4 xã trong diện sắp nhập là xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh để thành lập xã mới có tên là Phú Thọ, xã Vũ Xá và xã Nhân La thành lập xã mới có tên là Diên Hồng. Ủy ban nhân dân huyện Kim Động phối hợp với phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch bố trí sắp xếp theo các hướng, ra soát những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, giới thiệu bầu giữ các chức vụ cán bộ hoặc bố trí sang công chức ở các xã còn thiếu, tiếp nhận làm công chức huyện, bố trí tiếp nhận làm viên chức ở các đơn vị sự nghiệp và vận động nghỉ hưu sớm. Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Giải quyết nhân sự dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính là một việc không dễ, bởi cán bộ phần lớn đã được chuẩn hóa, khung biên chế tại các đơn vị cơ bản đã ổn định. Hơn nữa, đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của cán bộ. Trước thực tế đó, huyện Kim Động luôn chủ động, trách nhiệm và quyết liệt trong thực hiện. Để sớm thu hút nhà đầu tư thứ cấp, chủ đầu tư khu công nghiệp Vicolatera Yên Mỹ đã và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, 2, 3 của dự án, công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Vicolatera Yên Mỹ tiếp tục triển khai giai đoạn 4, 5 của dự án. Với diện tích gần 100 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp của các xã Tân Lập, Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đơn vị chủ đầu tư đang tập trung san lấp mặt bằng, phấn đấu hoàn thiện hạ tầng trong năm 2024. Khu công nghiệp Vicolatera Yên Mỹ có tổng diện tích trên 280 ha, vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, hiện đã thu hút được gần 40 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh đến từ các nước Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, với các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm quang học, sản xuất linh kiện phụ tùng, mô tô, ô tô, máy móc liên quan. Cùng với việc tập trung hoàn thiện hạ tầng, chủ đầu tư cũng đã tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư như xây dựng khu công nghiệp xanh, sử dụng nguồn năng lượng sạch, áp dụng hệ thống quản lý thông minh để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào địa bàn. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp trực tuyến về công tác hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra với 26 tỉnh thành phía Bắc.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tính đến ngày 22 tháng 9 năm 2024, Ban vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận được gần 1.660 tỷ đồng, phân bổ hai đợt tới các địa phương là trên 1.035 tỷ đồng. Đối với 37 địa phương không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Supa đã tổ chức kêu gọi vận động được trên 940 tỷ đồng để ủng hộ các tỉnh miền Bắc. Đối với 26 địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đã tiếp nhận gần 1.655 tỷ đồng, phân bổ sử dụng gần 455 tỷ đồng, số dư còn lại là gần 1.200 tỷ đồng. Tại Hưng Yên, tính đến ngày 19 tháng 9, Ban vận động quỹ cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận trên 36 tỷ đồng. Tỉnh đang triển khai chuyển kinh phí đợt 1 cho các huyện để hỗ trợ khắc phục, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Thời gian tới, Ban cứu trợ Trung ương và các địa phương tiếp tục phân bổ hỗ trợ kinh phí vận động được cho các địa phương chậm nhất ngày 25 tháng 9 phân bổ xong, đồng thời công khai các khoản đóng góp ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương cần phân bổ các nguồn hỗ trợ một cách kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Lựa chọn đối tượng được ưu tiên hỗ trợ. Sau khi phân bổ, cần thực hiện kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Đợt bão lũ vừa qua để lại những thiệt hại không nhỏ cho bà con nhân dân. Thế nhưng khi thiên tai đã qua, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, không quản ngại khó khăn vất vả. Thời gian trong mưa lũ vẫn được nhắc nhớ mãi, những câu chuyện ấm tình người vẫn còn hiện tiện khắp mọi nơi. Chăm sóc đàn lợn sau những ngày ngổn ngang dọn dẹp do mưa lũ, anh Độ, chủ hộ gia đình với đàn lợn hơn 200 con ở thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, vẫn không khỏi xúc động khi nhớ lại thời gian nước lũ dâng cách đây hơn một tuần. Sự hỗ trợ kịp thời, hết mình của các cán bộ chiến sĩ công an phường An Tảo cùng cấp ủy chính quyền đã giúp gia đình anh vượt lại sau mưa lũ mà không thiệt hại gì lớn về tài sản, vật nuôi. Công việc của cái hôm nước lũ tất cả giúp đỡ nhà tôi cũng rất là cảm động. Nếu như mà không có hỗ trợ thì đúng gia đình tôi đã mất trắng, không cứu được vì lợn sẽ chết hết trong chuồng. 7 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 9, nước ngập đến cổ chân, nhưng đến trưa nước đã quá nửa thân người. Người chăn nuôi ở thôn Nam Tiến khẩn trương di chuyển vật nuôi với tâm trạng lo lắng kèm theo sự hoảng hốt vì nước dâng quá nhanh. Lực lượng hỗ trợ được huy động khẩn cấp gồm các đồng chí công an phường An Tảo khẩn trương có mặt. Đến 16 giờ chiều, toàn bộ người và tài sản của nhân dân tại đây đã được an toàn. Bữa trưa là chiếc bánh mì ăn vội lúc 2 giờ chiều và ở ngay dưới mực nước sâu lúc bấy giờ là hình ảnh rõ nét nhất về sự vất vả nhưng chứa đựng đầy sự quyết tâm, đoàn kết bảo vệ nhân dân trước thiên tai, mưa lũ nguy hiểm. Bản thân tôi nhớ lúc đấy là nước nó đến tầm ngang ngực. Mà lúc đấy bên trong nhà này thì chủ nhà đang tháo chuồng để cho anh em chúng tôi mang lợn ra bên ngoài. Thì tranh thủ lấy anh em mỗi người làm một cái bánh mì rồi lại đi vào trong hỗ trợ người chủ nhà mang lợn đi ra bên ngoài. Có những con lợn đến tận 4 tạ. Bản thân thì lúc đấy không thể đi được. Một tay thì cầm tay lợn kéo và một tay thì bơi. Cố gắng tòng được một con lợn ra được đến kia là anh em cũng rất là mệt. Nhưng với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tất cả phục vụ cho nhân dân cũng không còn nhớ đến cái mệt hay là cái gì nữa. Trực tiếp lái xuồng cao tốc để đi cứu người và tài sản cho nhân dân, thiếu tá Đồng Văn Bắc, công tác đề phòng hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, không nhớ rõ trong đợt bão lũ vừa qua đã đi bao nhiêu chuyến, di rời được bao nhiêu người, vận chuyển được bao nhiêu tài sản. Anh chỉ tâm niệm làm sao để giúp được người dân nhanh nhất, nhiều nhất. Những hình ảnh do chính anh và các đồng đội ghi lại trong quá trình cứu hộ này cũng đã nói lên những hiểm nguy, vất vả mà cán bộ chiến sĩ đã trải qua. Khi nhìn thấy người dân và tài sản của người dân thì cũng như người thân của mình và cảm thấy cũng như cái tài sản của mình. Thì chúng tôi cũng cố gắng hết mức và nỗ lực hết mức vận động và cũng tuyên truyền rồi cũng làm hết cái khả năng của mình. Riêng cá nhân tôi thì cũng là đi 3 điểm trong mấy ngày phòng chống lụt bão. Tức là cái điểm thứ nhất là Nam Tiến, sau đó cái điểm ở Lam Sơn, sau đến cái điểm Hiệp Cường. Thì có cái ngày chúng tôi đi đến 3 nơi. Và chúng tôi cũng làm hết cái khả năng của mình và đảm bảo cái an toàn và tài sản cho người dân. Trong đợt cứu hộ lịch sử này, tỉnh Hưng Yên đã có hơn 2.000 chiến sĩ công an, 1.000 bộ đội thường trực, 5.000 dân quân tự vệ được huy động để tham gia công tác cứu trợ người và tài sản của nhân dân.
những nghĩa cử cao đẹp. Những hình ảnh dấn thân trong mưa bão lũ là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết tình người và luôn là điểm tựa vững chắc để mọi người cùng chung tay vượt qua khó khăn bão lũ để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ là địa phương đầu tiên di dời người dân vùng lũ vào nơi an toàn với phương châm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Bà Lan nằm trong số 180 người già, trẻ em được xã Thụy Lôi vận động di chuyển vào nơi an toàn để phòng chống lũ. Hơn 80 tuổi, lại sống một mình trong căn nhà cấp 4 không đảm bảo an toàn. Chỉ khi chính quyền địa phương kiên trì vận động, bà Lan mới đồng ý di rời đến trường tiểu học Thụy Lôi. Ngoài đường ngập ngõ ngập, bác ấy vào, mời cụ đi lên trên trường học. Ấy bảo tôi không đi đâu, nhà tôi ở đây. Tôi bảo đi lên đấy nó ổn, tôi không chịu được. Thế cơ bắt buộc cũng phải đi, chỗ ăn chỗ ngủ ở ngay trong trường học. Cơm nấu ngon lắm, cho ăn tử tế lắm. Người dân không muốn di rời đến nơi an toàn là thách thức đã được xã Thụy Lôi dự đoán trước. Bởi thời điểm triển khai, nước lũ ngập chưa sâu và người dân Thụy Lôi có tập quán sống trong vùng lũ. Điều này đòi hỏi chính quyền địa phương vừa mềm dẻo vừa quyết đoán trong công tác tuyên truyền vận động. Trẻ em, người già, người neo đơn hoặc có nhà cửa không kiên cố được ưu tiên di rời trước tiên. Những người còn lại vừa trông nom tài sản của gia đình, vừa hỗ trợ công tác di chuyển tài sản, tất cả diễn ra ngay trong đêm với tinh thần khẩn trương nhanh chóng và đặt sự an toàn của nhân dân lên hàng đầu. Đầu tiên là có cái cự cãi, có cái không đồng tình, nhưng sau đó thì anh em chúng tôi thuyết phục. Thế còn có những trường hợp thực sự là người ta không muốn đi, nhưng thấy anh em chúng tôi là lội nước lên cổ thì người ta thấy rằng tôi các chú rất vất vả và rất có trách nhiệm với nhân dân. Tôi lên đường nên đi. Ngày hôm sau đấy, thì sau đó các cụ bỏ về, trời mưa, chúng tôi lại tiếp tục vận động lần 2, lần 3 để các cụ trở lại. Với sự quyết đoán trong công tác chỉ đạo, tại xã Thụy Lôi nói riêng, toàn tỉnh nói chung không xảy ra thiệt hại về người. Cuộc sống của người dân tại khu vực sơ tán cũng được đảm bảo các điều kiện sinh hoạt. Các hội đoàn thể, nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm, lực lượng cán bộ xã, công an, y tế, dân quân ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cho người dân. Nói chung ăn uống điều kiện là ngày 3 bữa là họ chu cấp hết, là hoàn tử tế luôn, chứ không thể thiếu sót bất cứ cái gì. Sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cộng với sự đồng lòng gắn kết giữa các cấp chính quyền và nhân dân không chỉ giúp tỉnh vượt qua cơn bão số 3 mà còn gắn kết tinh thần đoàn kết dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc đặt mua hàng online đã trở nên thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên cũng không ít đối tượng đã lợi dụng hình thức mua bán này để thực hiện lừa đảo khách hàng. Ngày 23 tháng 9, anh Hát ở phường Yên Nam, thành phố Hưng Yên có nhận một đơn hàng, một camera an ninh mua qua mạng, trị giá gần 400.000 đồng. Sau khi nhận hàng, anh Hát đã mở hàng kiểm tra, nhưng phát hiện chỉ có 2 cuộn giấy đựng rác và 2 chiếc camera đồ chơi trẻ em. Tuy nhiên khi cùng nhân viên kiểm tra địa chỉ, số điện thoại trên app để hoàn trả, anh mới phát hiện số điện thoại của cửa hàng không thể liên hệ được. Đơn hàng cũng để ở chế độ không thể hoàn trả. Số tiền đã thanh toán cho đơn hàng cũng không thể lấy lại được. Cái đơn này không có chọn hoàn toàn bởi vì là cái đơn này ở trên app của em nó đã ghi sẵn là không cho khách xem hàng rồi. Thế nên là khi mà khách muốn xem hàng thì bắt buộc em phải thanh toán thành công trên hệ thống. Nếu như mà một số đơn hàng mà mình mua trên TikTok hoặc là Shopee ấy, mà không đúng trên phiếu là đơn vị vận chuyển ấy, thì mình yêu cầu là quay video xong rồi là mình hoàn hàng luôn. Nhưng mà thường thường với những cái đơn mà không cho xem hàng ấy, thì bây giờ nhiều bên vận chuyển người ta gửi giả mạo nên tốt nhất mình không nên nhận. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 429 vụ tai nạn giao thông, làm chết 145 người, bị thương 384 người. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tăng 47 vụ, tăng 11 người chết, tăng 145 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu vẫn là do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện, đi không đúng phần đường làn đường quy định, chuyển hướng đột ngột không chú ý quan sát và chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông, đặc biệt là tình trạng vi phạm luật giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh. Cùng với đó là tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Cũng trong 9 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 17.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt với số tiền trên 41,3 tỷ đồng, tạm giữ trên 5.700 phương tiện, tước trên 2.600 giấy phép lái xe. Quý vị
và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.